Ok, và trước khi bắt đầu video thì mình xin các bạn hãy cho một like, một follow fanpage của mình ở trên Facebook nha các bạn. Thì sắp tới mình sẽ có những video cực kỳ thú vị trên đây, cũng giống như là mình sẽ có một số buổi livestream cho các bạn. Ok, và hãy tương tác tốt hơn với mình trên fanpage. Cảm ơn bạn đã xem video clip này nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stormy Gaming đây các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod 500 anh em siêu nhân đỏ đội trưởng. Ngày hôm nay là thật sự là một ngày rất là phiền phức đối với tụi mình luôn các bạn, và tụi mình cũng không hiểu tại sao ngày hôm nay lại có chuyện như thế này. Và các bạn biết đó là cái chuyện gì không? Thì ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn đi ra ngoài kia để gọi là thấy những cái chuyện mà tụi mình vừa mới thấy luôn các bạn, rất là kinh dị, kinh thiên động địa các bạn ha. Hả? Thì hôm nay cái biệt đội 500 anh em siêu nhân đỏ đội trưởng của mình thì mình sẽ cho cái thằng siêu nhân vũ trụ làm đội trưởng các bạn ha. Thì cũng đã lâu rồi cái thằng siêu nhân vũ trụ này nó chưa có làm đội trưởng của cái biệt đội siêu nhân đỏ đội trưởng các bạn. Đó. Hôm nay mình sẽ cho nó làm đội trưởng. Ok. Bây giờ thì các bạn hãy đi theo mình nè. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi một cái thứ rất là kỳ lạ ngày hôm nay nó xuất hiện ở bên ngoài cái bờ biển nè các bạn. Đây, thật sự là một phiền phức lắm các bạn ạ. Đây nè các bạn nhìn nè. Đó, các bạn thấy gì chưa? Các bạn có thấy được những điều mình đang thấy không? Nè, các bạn nhìn cái cánh cửa container nè, và các bạn ngó lên trên một chút xíu. Các bạn có nhìn cái hình này là các bạn đoán được là cái gì không? Vâng, thưa các bạn, đó chính là một con bạch tuộc thành tinh. Wow. Trong GTA 5 này thì càng lúc càng nhiều quái vật rất là kỳ lạ và kỳ dị rồi các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nè. Ở các bạn chưa? Trời ơi, có bạch tuộc kìa các bạn. Cái con này tên là Cluthu nha các bạn. Cluthu. Cluthu Lusubu. Trời, các bạn coi nè. Đây là một con bạch tuộc thành tinh các bạn ha. Tại sao mình nói thành tinh? Tại vì bản chất của nó là một con bạch tuộc. Cái này đúng là cái đầu của nó nè các bạn. Đó, cái này thì đúng là những cái xúc tu của nó nè. Đó. Đó, và khi nó tu luyện thành tinh, nó tu luyện ngàn năm, 2000 năm, 3000 năm gì đó thì nó sẽ mọc được cái cơ thể từ ở bên trong cái thân của nó mọc ra. Các bạn thấy không? Đây, cái đầu nó vẫn còn nguyên. Đây là nguyên một cái xác con bạch tuộc còn nguyên nè. Nhưng mà khác cái là có một cái thân hình rất là đô lực lưỡng, có tay có chân mọc ra từ ở bên trong cái con bạch tuộc này. Bởi vậy tụi mình nói là con bạch tuộc thành tinh nha các bạn. Và một cái điều rất là đặc biệt nữa là các bạn thấy không? Cái con bạch tuộc này á, bây giờ nó thành đá rồi các bạn à. Nó không còn là da của con bạch tuộc nữa. Tại vì nó thành tinh rồi mà, cho nên là da nó trở nên sừng sùi gai góc, góc cạnh đồ. Nó toàn bộ cơ thể của nó là đá không à. Má, siêu to khổng lồ vậy rồi á mà còn là đá nữa thì nào chơi lại, ai chơi lại mày, đúng không các bạn? Hả? Và ngày hôm nay tụi mình ra đây á thì tụi mình cũng không có ý để mà đối đầu với nó đâu các bạn. Tại vì đối đầu nó thì chỉ có một con đường chết thôi, đó chính là tụi mình sẽ đi ra ngoài đây. Một là tụi mình sẽ câu giờ nó, hai á nếu như mà có cơ hội tiêu diệt nó thì tụi mình sẽ overnight nó luôn. Ok. Và từ hồi nãy giờ mình đòi mình gọi cho cái thằng Spider-Man siêu to khổng lồ các bạn, mà mình gọi hoài nó không có nghe máy, như vậy mới tức đó. Thì Spider-Man siêu to khổng lồ thì ngày hôm nay không biết là nó đang bận hay là nó đang làm gì nữa. Bây giờ tụi mình phải đứng ở đây để canh chừng cái con quái vật này, chứ tụi mình không có ngu như lúc trước mà bắn đó, các bạn, thì nó sẽ cho tụi mình lên dĩa hết đó. Mình sẽ đứng đây để canh con quái vật này xem thử là nó có đồng tĩnh gì hay không ha. Đó là cách tốt nhất để mà control được con quái vật này thôi. Và tụi mình nhận được một cái thông báo là xuất hiện con quái vật này á các bạn. Thì nó đi từ dưới đáy biển đi lên nè. Nó đi lên sừng sững và đứng đây vậy các bạn. Đứng đây dùng cục đá đây vậy. Chẳng ai dám làm gì nó hết. Tại vì giống như là sợ nó sẽ thức dậy
sợ nó sẽ điên lên thì nó sẽ càng giết nhiều người, nó phá hoại càng nhiều đó các bạn, thế thôi. À, bây giờ tụi mình phải đứng canh nó ở đây, mà không biết đứng canh đến chừng nào, mà cái thằng á Spider-Man thì gọi hoài gọi không được, tức thật chứ các bạn. Bây giờ tụi mình phải cầu giờ để khi nào mà Spider-Man nó bắt máy thôi. Ủa, cái con Cthulhu bạch tuộc siêu to khổng lồ đó mất tiêu rồi. Really? Cái gì mà mình mới hoa mắt hả các bạn? Hồi nãy rõ ràng mình thấy có con bạch tuộc ở đây đúng không? Nhưng mà bây giờ thì nó mất tiêu rồi. Má sao nhanh dữ vậy ta? Hay là nó lại trở về với biển cả rồi? Nó trở về nơi gọi là căn nhà, gọi là penthouse của nó rồi. Tụi mình phải đi vòng vòng, tụi mình kiếm nó mới được. Không thể nào mà để hả sống nó vậy được. Sống nó vậy là chết các bạn à. Hôm nay á mình thấy cái lượng người đổ ngoài biển là gần như không có luôn á. À, các bạn nè, chẳng thấy có ai ở ngoài đây tập thể dục hay là đi dạo đi vòng vòng giống như mọi khi nữa rồi. Tại vì có sự xuất hiện của con bạch tuộc đó, nhưng mà xe cộ thì nó vẫn lưu thông bình thường. Để mình kiểm tra đây coi. Ok các bạn ha, xe cộ thì vẫn lưu thông bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà con bạch tuộc này, quan trọng là con bạch tuộc này đâu mất tiêu rồi. What the, nó mà lỡ như nó bay xuống biển á thì khác, lỡ như mà nó bay vô thành phố á các bạn chết nữa. Thật sự cái thằng Spider-Man siêu to khổng lồ để đâu rồi không biết nữa. Qua lẻ coi. Ờ cái gì vậy? Quay. Đúng thiệt rồi các bạn ạ. Nó xuất hiện ở trong thành phố, nó giết người ở trong thành phố kìa. Ây da, trời ơi. Trời ơi, nãy mình thấy nó từ trong thành phố nó chạy vô đó. Ây da, trời ơi, con bạch tuộc khổng lồ kìa. Chết mẹ rồi. Ây da, trời ơi, nó quýnh mình kìa. Chết thật các bạn à. Ôi da. Ôi. Má hên quá, nó quýnh mình té xuống dưới nước rồi. Chắc ở dưới nước thì nó sẽ không dám làm gì mình đâu. À mình quên nữa, nó là một cái loài động vật của họ nhà nước mà. Nó là bạch tuộc mà. Ôi kìa kìa, các bạn thấy nó lặn xuống chưa? Thấy nó lặn xuống nước chưa? Bình thường thì mấy cái thằng siêu to khổng lồ khác á, thì nó không có dám lặn xuống nước như vậy. Nhưng mà riêng với con bạch tuộc thì nó khác rồi. Nước giống như là nhà của nó vậy á. Đây quân đội đang ra để gọi giúp đỡ mình rồi các bạn. Quay. Nó đang làm gì đây vậy? Cái thằng cơ động này đang làm gì đây vậy? What the? Nhìn nè. Trời ơi. Trời ơi. Lắc ghê vậy. Chết thật. Ủa sao này nó bị dính trong đây vậy? Thôi mà không quan tâm các bạn, quân đội đang nhảy ở đây để giúp mình nè. Đang hả bắn cái con lưu thua này nè các bạn. Như quân đội mà cầm súng này thì ra bắn cũng không có xi nhê đâu. Họ cũng chết cho nó hết à, thiệt. Mình đang giúp đây rồi. Má may quá các bạn ơi, mình trốn được, mình trốn được. Ở dưới nước thì gọi là nó tuy là họ nhà nước bạch tuộc, nó sống ở dưới nước các bạn ha. Nhưng mà gặp ngày hôm nay á, mình đã có chiến thuật rồi các bạn. Mình núp trong mấy hòn đá này nè. Ây da, trời mình cũng bị bốc lên luôn. Thôi, cái này là tuyệt vọng rồi các bạn ơi. Cái này là chỉ đợi hả Spider-Man siêu to khổng lồ nó đi qua đi hả, gọi là tiêu diệt con quái vật đi thôi à. Và đây các bạn, thì đây chính là Spider-Man siêu to khổng lồ của chúng ta các bạn ha. Nó đang đứng sừng sững ở đây. Và tại sao nó lại không nghe máy, không nghe điện thoại của những người anh em siêu nhân đỏ đội trưởng? Đó chính là bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lý do nè. Đó,
các bạn thấy không? Và đây là lý do các bạn ha, tại vì sao trong một khoảng thời gian như vậy thì mình không làm về Spider-Man siêu to khổng lồ nữa các bạn. Đó chính là đây. Thì Spider-Man siêu to khổng lồ á, khi mà nó đánh với lại những con quái vật siêu to khổng lồ khác á, không phải nó bất tử, không phải nó quá mạnh, nhưng mà nhiều khi những cái trận chiến nó sẽ làm cho nó bị thương, sẽ làm cho những cái bộ phận ở trên cơ thể của nó phải cần được sửa chữa các bạn. Và nó đã nằm đây chắc cũng tầm khoảng là 2 tuần rồi đó. Những cái vị mà y bác sĩ, những cái vị khoa học này đã cố gắng cứu chữa cho nó các bạn ha, để làm cho nó có thể là mạnh khỏe trở lại càng sớm càng tốt, để giúp người dân bảo vệ cái thành phố này. Hay này các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì theo tâm trí của nó các bạn, trong đầu nó lúc nào cũng vang lên những cái âm thanh, những cái luồng điện thoại của những người anh em siêu nhân đội trưởng. Cho nên là nó đã lên tiếng để nói: "Nè, mấy ông bác sĩ kia, mấy ông làm xong chưa? Lẹ lẹ đi, tôi còn đi cứu những người anh em siêu nhân đội trưởng nữa. Những người đấy đang gặp nguy hiểm rất nhiều rồi." "À, không được đâu Spider-Man à, cái chân của ngươi vẫn còn 2% nữa thì mới hoàn toàn bình phục." "Đúng rồi, cậu hãy cố gắng đi. Nếu như mà đi vào lúc này thì mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết đó." "Nhưng mà bây giờ tôi hết chờ nổi nữa rồi. Cho dù có đổ sông đổ bể chăng nữa, tao nhất định phải cứu những người anh em siêu nhân đó ra mới được. Ta không thể thấy chết mà không cứu." "Nhưng mà cậu một ngày nữa thôi, một ngày nữa thôi là xong rồi. Gắng đợi đi." "Bây giờ một phút tao đợi còn không được, chứ hú gì là một ngày. Tôi mời mấy ông tránh ra, tôi không muốn làm cho các ông bị thương vì tôi." "Thôi được rồi, cậu thật là cố chấp. Nếu như cậu muốn đi thì cậu cứ đi đi." "À, phải như vậy chứ. Xin lỗi các ông, bây giờ vụ việc đang rất là nguy hiểm và cấp bách rồi. Tôi không thể nào chờ đợi được nữa. Những người anh em siêu nhân đỏ, tao tới đây. Còn quái vật Cthulhu kia đã mất tiêu rồi. Mau đi ra đây." "Đây, huay, đúng là một con bạch tuộc con mà. Làm sao có cửa chiến đấu với tao chứ hả?" "Làm sao có cửa chiến đấu với tao? Mày, bạch tuộc con. Ây da." "Bạch tuộc con hả mày? Bạch tuộc con nè, bạch tuộc con nè. Mày, tao tưởng đâu là hả, con bạch tuộc lớn lắm. Ây da, chỉ là một con bạch tuộc chút xíu xèo xèo vậy thôi hả? Đâu được, mình qua coi những người anh em siêu nhân của mình coi. Đây nè các bạn. Quay, những người anh em siêu nhân của mình sao tự nhiên nhảy xuống hồ, xuống sông bơi lum la vậy? Đây, những người anh em đó đang tới chỗ của mình các bạn ạ. Nè, lâu quá rồi mới được là gặp lại những người anh em của chúng ta. Những người anh em chúng ta khỏe chứ hả?" Tụi tôi khỏe. Spider-Man siêu to khổng lồ à. May, hôm nay nhờ có anh lại giúp chúng tôi một tay, chứ nếu không, tụi tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Con quái vật này nó quá là mạnh và nguy hiểm. Mấy ngày hôm nay tôi đã phải sửa chữa bản thân của mình vì trọng thương quá nhiều sau những cuộc chiến đó. Nhưng mà bây giờ ta cảm thấy đã khỏe được rồi. Không cần phải chữa trị thêm nữa. Thôi, xin chào những người anh em siêu nhân nha. Các người đừng đi theo tôi nữa. Các người hãy mau lo cho anh em của các người đi. Sẽ may bị thương, sẽ may chết hoặc là mất tích gì đó, nhớ làm tròn bổn phận với họ nhé. Thôi, ta lại đi đây. Chào anh em. Spider-Man siêu to khổng lồ đã lại được tự do rồi các bạn. Không bị gò bó trong chỗ đó nữa. Rồi, ok các bạn.
Và như vậy video clip về cái lũ thu của bạch tuộc khổng lồ và Spider-Man tới đây kết thúc nha. Thì cái cuộc chiến này quá dễ dàng cho Spider-Man, tại vì cái con kia nó đứng chỉ mới tới đầu gối của thằng Spider-Man thôi. Ừ, nó phải đầu gối, tới hông chứ. Mình nói đầu gối thì nó hơi nhỏ. Đó. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho mình một like, một subscribe. Và nếu như các bạn có yêu cầu hay là ý kiến gì đó thì các bạn hãy comment ở dưới nhé. Còn bây giờ thì mình là Stubby Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.